Rồi, hôm nay quay video khui thùng em laptop. Con này chỉ còn một chiếc thôi. Con này là Dell 17R5737. Bây giờ hiện tại là 10 giờ kém 15 rồi. Làm việc như thế đấy, trông như bò ấy. Có nhưng mà rất là vui. Thực ra mình, cá nhân mình thì có hai cái làm việc, có thể làm việc cả ngày cũng được, không biết chán. Thứ nhất là laptop, liên quan đến laptop. Thứ hai là về máy ảnh. Laptop thì là cái nghề. Còn đâu về chụp ảnh, các thiết bị về máy ảnh thì nó là cái nghiệp. Cái nghề này là để sinh sống. Còn cái nghiệp là cái niềm đam mê của mình. Nó cái duyên tiền kiếp trước rồi. Nên làm cái này là vui vẻ thôi, không vấn đề gì hết. 10 giờ rồi mình quay video, mình sẽ up lên trên fanpage để bạn theo dõi. Có cái gì và bạn sẽ nhận xét luôn trên đấy. Còn không có gì thì sáng mai sẽ gửi qua đường Viettel cho bạn ở miền Trung nhé. Bạn này đặt hàng con miền Trung, bạn chuyển tiền 100% rồi. Đấy. Cái con này bán xong thì sẽ bỏ trên website đi. Nên chỉ quay video để cho mọi người xem thôi. Hàng này nhé, nguồn gốc con này là cấu hình đã. Cấu hình mình tra trên theo số viết tắt của nó, con này là 17R5737, RAM 8 Core i7. Core i7 4500U. Mặc dù là đầu 4 nhưng con này là mới 100% nhá. RAM 8 GB ổ 1T. Con này là chạy Win 7. Bản quyền. Đây. Đây là hàng này, vì sao mà con này nó vẫn còn mới. Đấy. Vấn đề chính là nó vẫn còn mới nhá, mà là hàng mới từ Dell.com luôn. Đây. Dell OLED new nhá. Hàng này là hàng mới 100%. Hàng Dell OLED là hàng nó giảm giá từ thời kỳ bán ấy, nhưng nó là new, không phải hàng Tiffbit. Dell OLED thì có hai loại. Một cái là OLED và new. Cái này nè. Đây. Tem nguyên niêm phong nhé. Tem nguyên niêm phong. 4 cái tem nguyên niêm phong luôn. Soi thật kỹ. Soi thật kỹ cái tem này nhé. Đấy. Ngoài ra bên trong nó không có tem. Số Servitac của con này, Servitac của con này là 2S01402. S01402 cấu hình của mình đã ghi ra đây rồi, xuất ở đây. Con này là 8 GB cho chạy 2 thanh 4, 17.3 inch, màn hình không cảm ứng, màn hình HD cộng, pin 65 Ah, 6 cell lithium, Windows 7. Bảo hành như máy mới, mình bán bảo hành như máy mới nhé. Sạc nó rất là nhỏ, 100% này. Nhắc lại phân biệt cái sạc fake với cả cái sạc origin nhé. Có một điều hơi chung, không biết có phải 100% hay không, nhưng mà cái này là kinh nghiệm, là những cái sạc mà origin 100%, bạn nhìn vào cái đầu này, đấy, ba cái thanh này nó vê tròn bóng nhẫy này, vê tròn bóng nhẫy nhá, đấy là sạc zin. Còn đâu mà dạng mà nó vắt thẳng
thanh tròn, nhưng mà cái đầu này, đầu nó phát phẳng, nó không vê tròn được, thì nó sạc phích nhé. Nên đút, sạc phích nó đút vào ấy, thì sau đó hơi bị rít. Đấy, nó hơi bị rít, còn cái sạc này đút nó phát vào luôn. Đấy, đút phát vào luôn, không có chuyện bị rít nhé. Đấy, đây là cái sạc này này, đầu này vê tròn này, này do công nghệ thôi. Công nghệ bọn nó phích nó không làm tròn được như này. Cái đầu này này, bóng nhẫy, ba đầu này, những cái đầu này này, tròn. Đấy là kinh nghiệm, phân biệt chung tất cả các loại sạc. Đây, Make in USA này. Make in USA. Cái này thời kỳ này nó vẫn làm đĩa. Windows 7 Home Premium Service Pack 1. Con này có thể dùng đĩa khôi phục được. Ubuntu. Không quá dày đâu, mỏng, đẹp. Giống dòng Latitude, giống EC là Latitude. Đấy, đẹp, tuyệt vời luôn. Cái vỏ này nó vỏ hợp kim nhôm nhé. Tất cả này. Ba cổng USB này, cổng HDMI này, cặc mạng này. Ra tai nghe này, headphone này, sạc này. Đằng sau này thì không có gì cả. Đây là khe SD này, đèn báo này. Bên này ổ CD là một cổng USB nữa này. Con này thành 4 cổng USB luôn. Đây số service tag của nó đây. IS01402. Đây, 2S01402. Còn con này còn hai khe chống RAM nữa này. Con này hai cắm hai thanh 4GB vào, còn hai khe chống nữa. À không phải. Đây là một kết là hai kết thôi. RAM là của nó 8GB. Con này sẽ hai khe thôi, sạc 65W. Service tag của nó ba số trùng nhau nhé. 2S01402.
Con này không lặng quá đâu, không lặng to, bo nhỏ cũng tương đối nhỏ, máy mỏng. Bởi vì trông không to lắm. Màn hình con này tương đối đẹp, màu xanh rất là sâu. Pin con này sạc đến 2 được 2% là pin nó làm việc này. Thank you.
phí về trong một thời gian tôi mất cơ phí. Cài một số cái cơ bản. Pin như là sạc 5% rồi, nó đậm ngon. Xem qua cái cấu hình của này nhé.
C 200 GB gồm T. Sáng.
Thôi rồi, xong nhá, tắt video up lên trên fanpage để mọi người công khai nhận xét. Cảm ơn.